Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chùa Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Trong không khí trang nghiêm thành kính, chùa Tích Sơn đã lại ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam, khởi nguồn từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên buổi lễ đã diễn ra nghi thức bông hồng cài áo biểu tượng cho lòng hiếu thảo, tình cảm thiêng liêng cao quý của những người con dành cho cha mẹ. Lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, đồng thời giúp mọi người tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của văn hóa Phật giáo, đó là từ bi hỷ xả, vô ngã, vị tha, uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây. Hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đã đạt được 12 trên 19 tiêu chí. Điều này cho thấy sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân xã Ngọc Mỹ đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Do là xã miền núi còn nhiều khó khăn để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện các tiêu chí, trong đó tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Với sự nỗ lực quyết tâm cao, đến nay Ngọc Mỹ đã cứng hóa được gần 23 km trên gần 32 km đường trục thôn, gần 9 km trên 34 km kênh mương. Nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp tiền và ngày công xây dựng mới được 8 trên 12 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, cứng hóa được 4 trên 17 km đường làng ngõ xóm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 18,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,5%. Trong thời gian tới, Ngọc Mỹ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thu hút sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư về kinh phí từ tỉnh, huyện và các nguồn thu khác nhằm đảm bảo kinh phí trong quá trình thực hiện. Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp cùng với việc đổi mới trong tổ chức phiên tòa, hàng năm tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường đã chú trọng gắn hoạt động xét xử với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương từ đó góp phần thúc đẩy phát triển chung về mọi mặt trên địa bàn. Thông qua các phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, hàng năm tòa nhân dân huyện Vĩnh Tường phối hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát tiến hành xác định các án trọng điểm để đưa ra xét xử lưu động, nhất là đối với các loại tội phạm giết người, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích. Từ đó đã nâng cao nhận thức pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực phòng ngừa tình trạng phạm tội. Từ đầu năm đến nay, tòa nhân dân huyện Vĩnh Tường đã mở 18 phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương trên địa bàn huyện với 33 bị cáo được đưa ra xét xử. Tại các phiên tòa xét xử lưu động luôn thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự. Thông qua phần thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa có tác dụng nâng cao nhận thức pháp luật rất lớn, không chỉ có phần gian đe, ngăn ngừa các loại tội phạm mà vẫn bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan, công bằng của phiên tòa. Để phát huy tốt tác dụng tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật đến mọi người dân qua các phiên tòa xét xử lưu động, Ngành toán cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông để nhân dân nhận thức rõ việc cần thiết phải thực hiện đúng pháp luật trong cuộc sống. Chuyển sang phần tin trong nước. Trải qua 70 năm trưởng thành và phát triển, đến nay ngành thủy lợi đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ chỗ chỉ có 13 hệ thống thủy lợi lớn, bảo đảm tưới cho 324.900 ha, đến nay cả nước đã xây dựng được hàng nghìn hệ thống công trình thủy lợi với 6.886 hồ chứa nước, 10.000 trạm điện lớn. 5.500 cống tứ tiêu lớn, 234.000 km kênh mương, 25.960 km đê các loại. Các hệ thống thủy lợi đã bảo đảm tưới cho 7,3 triệu hecta đất trồng lúa, 1,5 triệu hecta rau màu, cây công nghiệp, cấp khoảng 6 tỷ mét khối nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, nâng dần mức bảo đảm phòng chống lũ, bảo vệ các khu đô thị, khu dân cư và phục vụ sản xuất. Việt Nam đã vươn lên đứng hàng thứ 5 trong số những nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất trên thế giới, sau Brazil, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ. Thị phần của cà phê hòa tan Việt Nam trên thị trường cà phê hòa tan thế giới cũng đã tăng mạnh trong 5 năm qua, từ 1,8% lên 9,1%. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 572.000 bao cà phê hòa tan, mỗi bao 60 kg, tương ứng với hơn 34.000 tấn cà phê hòa tan. Đây là lượng cà phê hòa tan được Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong 5 năm qua. Cà phê hòa tan Việt Nam lượng xuất khẩu nhiều nhất sang EU với 94.698 bao, tiếp đó là Nhật Bản 72.743 bao, Mỹ 68.892 bao, Nga 58.472 bao, Philippines 57.764 bao, Trung Quốc 29.300 bao, Thái Lan 28.799 bao. Dự báo trong niên vụ 2014-2015, Việt Nam có thể xuất khẩu được 1,3 triệu bao cà phê hòa tan, tương đương 78.000 tấn, tăng tới 44% so với niên vụ trước. Tổng cục Du lịch vừa có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Sở Du lịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm 2015 với chủ đề 1 tỷ du khách, 1 tỷ cơ hội. Thông điệp nêu trên đã được phát đi trên toàn thế giới nhằm kêu gọi chúng ta hãy cùng nhau đánh giá ý nghĩa của con số 1 tỷ khách du lịch trên toàn thế giới. Chính 1 tỷ du khách đã làm cho du lịch trở thành ngành kinh tế hàng đầu, đóng góp 10% tổng GDP toàn cầu, 6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới và cứ 11 việc làm trên thế giới lại có một công việc liên quan đến du lịch. Những con số này đã phản ánh tiềm năng, năng lực ngày càng cao của du lịch trong việc giải quyết những thách thức cấp bách của thế giới như tăng trưởng kinh tế xã hội, giữ gìn hòa bình, giao lưu văn hóa. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, bệnh tật học đường là những bệnh tật học sinh mắc phải có liên quan đến điều kiện học tập không đảm bảo. Các bệnh học đường thường gặp ở Việt Nam là cận thị, cong vẹo cuộc sống. Nguyên nhân là do các yếu tố vệ sinh trường học không đảm bảo như chiếu sáng kém, bàn ghế không phù hợp với kích thước cơ thể học sinh, chế độ học tập căng thẳng khiến học sinh không có đủ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Để phòng chống bệnh cận thị và cong vẹo cuộc sống ở học sinh, nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông về phòng chống hai bệnh này, cải thiện điều kiện vệ sinh phòng học, đảm bảo đủ ánh sáng cho các phòng học, sắp xếp bàn ghế phù hợp đồng thời các gia đình cần nâng cao sức khỏe cho trẻ như có chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường các hoạt động thể lực, đảm bảo thời gian ngủ nghỉ ngơi, giữ gìn vệ sinh thị giác, tránh gây quá tải mắt, đảm bảo tốt chiếu sáng, đảm bảo khoảng cách nhìn gần và khoảng cách xem TV bằng 7 lần độ rộng màn hình, tăng cường hoạt động ngoài trời. đặc biệt các gia đình phải theo dõi để giữ gìn tư thế đúng cho trẻ, không để trẻ mang vác vật nặng một bên tay, sử dụng cặp sách hai quai, không đi dép quá cao, ngồi học ngay ngắn đúng tư thế. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Mỹ sẽ triển khai các vũ khí hạng nặng tới quốc gia Đông Âu này vào năm 2016. Cùng với Ba Lan, Mỹ cũng sẽ triển khai xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí cùng khoảng 5.000 binh sĩ tới một số quốc gia vùng Baltic và Đông Âu. Bộ trưởng Simonac nói rằng Ba Lan và Mỹ đã xác định được hai địa điểm để triển khai các loại vũ khí hạng nặng, đó là ở phía Tây và Đông Bắc Ba Lan. Các điều khoản liên quan sẽ được hoàn tất trong một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels Bỉ vào đầu tháng 10 tới. Ba Lan là một nước thành viên NATO nằm gần với Nga và Ukraine. Ba Lan là một trong những nước Đông Âu hàng đầu có lập trường thân phương Tây và xa rời Nga. Ba Lan luôn mong muốn và kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại nước này để đối phó với Nga. Với thông tin mới từ bộ trưởng quốc phòng Ba Lan, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ thực thi kế hoạch đưa vũ khí hạng nặng tới khu vực sát biên giới Nga kể từ thời Chiến tranh Lạnh. NATO thông báo mở một trung tâm huấn luyện tại Georgia, một quốc gia thuộc Liên Xô trước đây. Phát biểu tại buổi lễ khai trương trung tâm huấn luyện chung được xây dựng tại Kisanisi, gần thủ đô Tbilisi. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, cơ sở quân sự này không chỉ nhằm huấn luyện các lực lượng quân đội đồng minh và đối tác, mà còn giúp Georgia tiếp tục các nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với những thách thức của thế kỷ 21. Theo ông Stoltenberg, hiện Georgia đã có tất cả những phương tiện cần thiết để thúc đẩy tiến trình gia nhập NATO. Sự ra đời của trung tâm huấn luyện chung tại Georgia sẽ càng làm sâu sắc hơn hợp tác giữa NATO và Georgia. Cùng với sự kiện này có thể nói từ nay, NATO đã hiện diện nhiều hơn tại Georgia và ngược lại. Trong NATO cũng đã có dấu ấn của Georgia và cam kết của Georgia với hòa bình và an ninh quốc tế ngày càng được khẳng định. Trong khi đó, Thủ tướng Georgia Garibat Vili khẳng định Trung tâm huấn luyện mới sẽ không phải là nhằm chống lại các nước láng giềng mà là nhằm tăng cường an ninh khu vực, ổn định và hòa bình cũng như cải thiện tính chuyên nghiệp của các binh sĩ Georgia. Người phát ngôn cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, Igor Brudenkov cho biết, Nga và châu Âu tiếp tục dự án thăm dò sao Hỏa ExoMars Giám đốc ESA Johan Dietrich Wormer cho rằng việc Nga và châu Âu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ là hết sức quan trọng, bất chấp căng thẳng chính trị hiện nay giữa Nga và phương Tây xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cách dự án hợp tác giữa Nga và châu Âu trong lĩnh vực vũ trụ chứng tỏ mức độ tin cậy giữa hai bên và vượt qua sự khác biệt về các vấn đề chính trị. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ đầu tiên của dự án này sẽ được phóng lên quỹ đạo vào đầu năm 2016, sau đó robot tự động sẽ được tiếp tục phóng lên sao hỏa năm 2018 để nghiên cứu hành tinh này. Theo AP, sau khi đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về việc giảm một phần nợ, Ukraine đang tiếp tục mặc cả phía Nga giảm giá khí đốt cho mùa đông này. Thủ tướng Ukraine Arseniy Zatsenzuk cho rằng Kiev và Moscow cần quay trở lại thỏa thuận khí đốt vào mùa đông năm ngoái. Khi đó, Ukraine thanh toán trước tiền khí đốt cho Nga và nhận được giảm giá đáng kể. Năm ngoái, Ukraine và Nga từng đạt được một thỏa thuận khẩn cấp về giá khí đốt bán trong mùa đông. Thỏa thuận này nay đã hết hạn và hai bên phải tiến hành các cuộc đàm phán mới nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận được khí đốt. Những tranh cãi về khí đốt giữa Nga và Ukraine từng khiến nguồn cung này bị phong tỏa trong quá khứ và việc hai nước không ký được hợp đồng mới đã dẫn tới nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine để tới Liên minh châu Âu EU bị gián đoạn nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc.